Trang, ngày đầu anh nghe tin em nhập viện, anh có đến, nhưng bác sĩ nói là em không sao. Cho nên anh yên tâm, anh ra ngoài Nha Trang ngoài á, dự định là anh sẽ về liền. Nhưng mà công việc của anh quá bề bộn đi, cho nên anh không về được. Chắc em buồn anh lắm phải không em? Chuyện đó đâu có gì quan trọng đâu anh. Việc em nhắn anh lên đây gặp em mới là việc quan trọng. Việc gì quan trọng vậy em? Em muốn nói với anh là chuyện chia tay. Chia tay? Ai chia tay với ai vậy em? Em và anh. Anh Minh, tôi cứ tưởng là anh có đủ điều kiện lo lắng cho tôi. Nhưng khi tôi biết ra thì anh chỉ có đôi bàn tay trắng. Gia đình của anh sắp đổ nợ rồi, thì làm sao mà anh bảo bọc được đời sống cho tôi chứ? Trang, em mà cũng có cái giọng xa lạ đó với anh nữa sao Trang? Anh Minh à, tôi là một cô gái nghèo. Tôi ao ước sau này tôi phải có được một người chồng giàu sang địa vị, để tôi không thua kém bạn bè. Nhưng rất tiếc, anh thì không có những thứ đó. Trang, những lời em nói vừa rồi anh không tin là sự thật. Rất tiếc, đó lại là sự thật. Rất thật. Em nói thế có nghĩa là chia tay. Cô Trang, cô cũng biết rằng tôi là một thằng ngang bướng. Tôi chưa hề xin ai bất cứ điều gì, kể cả kẻ dành cho tôi địa vị quyền uy. Nhà cửa khang trang đầy ắp bát tiền, tôi vẫn là tôi chỉ có tâm tình chân thật, không tham lợi danh, không có mắt nhìn đời. Tôi biết anh là người có bản chất khác thường, nhưng cái tôi cần không phải cái rất thật của anh. Ước mơ của tôi là nhà cao cửa rộng, là kẻ trắng tay thì không thể chung đường. Tôi khuyên anh đừng mơ tưởng ảo huyền, kể từ bây giờ mình vĩnh viễn chia tay. Cô im đi. Cô đừng dạy hôn tôi bằng một thứ tình yêu thực dụng nào đó. Tôi không phải là người mang ảo tưởng để xây dựng tình yêu bằng đôi trái tim xuống. Mà quên đi tương lai cuộc sống, chỉ biết yêu thương bằng nước lạ. Cô đã chọn lựa sai rồi. Thật tội nghiệp cho cô. Đó gần như khu
ở đời. Dạ xin cảm ơn ông đã chỉ rõ một đôi điều. Tôi cũng cảm ơn cô đã cho tôi một bài học. Nhưng người ta thường nói, tình yêu không thể nhìn bằng mắt mà phải nhìn bằng tâm hồn. Người ta cũng thường nói, khi yêu nhau, nếu không mang được hạnh phúc cho người mình yêu thì sẽ gây ra hậu quả cho người đó. Được, tôi sẽ cưới vợ. Chào cô. Anh Minh, anh Minh, anh Minh. Trời ơi, anh Minh ơi, nào ai hiểu câu cho em đau đớn nghẹn ngào ruột như ai thắt, vì ai tôi phải hy sinh một mối tình đầu hẹn nước thủy chung, phải nói câu chia tay mà và lừa dối trái tim mình. Nghịch cảnh trái ngang nên tình chẳng trọn tình, mai mốt đây anh đi cưới vợ, em cầu mong anh có được hạnh phúc phải đoán ly tình. Anh Minh ơi, vì lời gian cầu của ba má anh mà em phải nói lời phụ bạc tình anh. Chứ sự thật thì em vẫn yêu anh, em vẫn yêu anh Minh ơi. Kìa Trang. Anh Minh, tôi đến đây để chúc mừng anh và Quỳnh Như trăm năm hạnh phúc. Thì ra Quỳnh Như là... Quỳnh Như, nó là bạn thân của tôi đó. Trang, em đứng lại. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đây nè. Anh biết em vẫn còn yêu anh và anh cũng vậy. Sẽ không có trở lực nào ngăn cản được tình ta hết em à. Không, không. Anh buông tôi ra đi. Buông ra, anh buông ra đi. Anh sai rồi phải không? Anh có uống rượu bao giờ mà sai hả em? Vậy là anh đang tỉnh. Anh rất tỉnh. Nếu anh tỉnh thì anh hãy nghe tôi nói. Anh Minh, anh đang làm lễ đính hôn với một cô gái, rồi bây giờ anh lại nói anh yêu một cô gái khác. Anh không sợ người ta kết án anh sao? Án gì? Án gì chứ? Án Sở Khanh, Điểu Can. Hơn nữa, tôi không yêu anh. Em nói dối. Tôi nói thật. Nói dối. Nói thật. Nói dối, nói dối. Em nói thật. Nói thật, em nói thật mà. Thôi được rồi, Quỳnh Như là bạn thân thiết của cô. Tôi thay mặt vợ sắp cưới của tôi mời cô ở lại đây để mừng vui chúc tụng.
Còn nếu như tôi có làm gì cho cô Phật ấy thì tôi thành thật xin lỗi cô. Không, dẫu cho anh có mỉa mai cay đắng, tôi cũng không giận anh đâu. Chỉ sợ Quỳnh như biết được sẽ đau buồn, những mất mát hôm nay sẽ chìm lặng với thời gian. Còn sự đau khổ của người khác nữa cô biết không? Làm lễ đính hôn với Quỳnh Như, đây không phải là lý do tôi bị cô hất hủi, mà vì một chuyện thầm kín riêng tư. Cô có biết không? Cô có biết hay không chứ? Mà thôi, cô buồn đau cũng chỉ đến mức độ nào, rồi một chuyến đi xa sẽ quên dần tất cả. Nếu nắng Nha Trang không ấm được bước chân người xa lạ, thì mưa Sài Gòn cũng ru tôi vào trong giấc ngủ. Đã từng ngồi đợi đến tàn khuya, ghế đá công viên lạnh lùng trống trải, trăng bên trời vàng gió nhạt màu sương. Tôi lủi thủi quay về trong đêm lạnh, phố vắng điều hiu lạnh lẽo ánh đèn. Mỗi người đều có nhiều kỷ niệm, kỷ niệm nào rồi cũng mờ nhạt với thời gian. Ba má anh đã chọn vợ cho anh, và anh cũng đã cúi đầu vâng lệnh. Phải, anh đã chấp nhận, anh đã chấp nhận cái nỗi lòng đau tan nát. Anh phải cúi đầu trước số phận chẳng bình yên. Mà thôi, ngày mai này tôi lại phải đi xa, mỗi bước chân xa để quên tình yêu cũ. Sáng đẹp Nha Trang hay chiều buồn Đà Lạt, cố gượng tìm quên nơi đất khách quê. Vĩnh biệt Trang, vĩnh biệt Quỳnh Như, vĩnh biệt một cuộc tình buồn ngang trái. Mình ơi xin anh hãy để cho em tròn lời đã hứa với mẹ cha anh và với người bạn gái Quỳnh Như. Vĩnh biệt anh Trang.